ok hello xin chào tất cả mọi người thì à, nhìn tiêu đề thì chắc mọi người cũng biết rằng là hôm nay sẽ là video về em nào rồi nhỉ thì bình thường à, gọi là mình rất giữ bí mật trong việc à, ra mô hình mới nhưng mà mình lỡ mình lỡ thôi nha trong cái video cây đô lần trước mình lỡ spoil nhẹ cái em hàng gọi là mình đang có một em hàng cũng khá là hot đó chính là em à, marco thì trong cái lần mà mình à, gọi là so sánh hai cái hộp đó thì mình lỡ spoil nhẹ em này nên bây giờ phải lau em nó ra rồi gọi là review luôn Thì uh, em này nói thật, thật, thành thật ra là mình không mua ở trên Big Bad Toy Store Nên mình không có được cái giá tốt lắm Mà mình mua cái giá của em nó là thêm khoảng một, một kiểu là gọi là gì ta gấp gấp đôi một tí à Không, ý là gấp 1 phần 2 ấy Thì uh, thay vì em này sẽ được bán ở trên Big Bad Toy Store theo mình nhớ là khoảng 59 đô thì hôm nay em này mình mua với giá là 80 mươi đô à, cũng khá là gọi là tiết tiền á bình thường mình mua mình được kiểu được lời quen rồi giờ mình mua mình bị lỗ mình không quen lắm <laughs> ờ, đâu thì à, em này sẽ là một con hàng gọi là trung bộ với con King nè con queen và một con gọi là kaido với hình dạng kiểu uh, con rồng nhìn trái khác gì con lang Lan quăng mình thề thật sự và một con yamato nữa thì hình như con này sẽ thuộc dạng là ran uh, theo mình nhớ nó sẽ thuộc dạng si hả? si hay đi gì đó, nhưng mà em nó cũng khá là đẹp. Thì à, lúc đầu á thì à, mình cũng không định mua em này đâu, mình nhìn nó ở trên Big Space Toy Store, mình thấy nó cũng hơi chướng thật, kiểu không biết mua về rồi không biết trưng nó ở đâu bây giờ. Cái xong trong một lần mình đi dạo ở cửa hàng, mình thấy em nó ngoài đời thật. Ôi, em nó đẹp vải trưởng và mình không kìm lòng được, mình đã buộc phải xuống tiền 80 đồng à, nếu mà tính ra là khoảng tầm 1 triệu 1 triệu 8 1 triệu 9 gì đó Ừ cho em này trời ta nói nó đắt thấy sợ luôn nhưng mình vẫn còn lời một lời chán nha Tại vì hiện giờ em này là một trong con một trong những con hàng khá là hot vì lúc ra có ít có khá là theo mình biết rồi có khá là ít người mua em này xong sau đó em này được bán ở trên uh, thị trường kiểu uh, th th gọi là trên mạng á bán ở trên eBay hiện giờ thì theo mình biết là nó em nó sẽ có cái mức giá là khoảng 100 đây không biết mọi người có thấy không nhưng mà em nó sẽ có giá là 139 đồng free ship luôn à, 139.99 nha ừ. là khoảng 140 đồng nó sẽ gấp uh, rưỡi con này và hiện giờ thì mình nghĩ mình cũng không biết là mình đang lời hay mình lỗ nữa Ai, buồn thật sự thì thôi bỏ đi và review sơ qua một chút thì đây chính là xung quanh của em nó Trong cái hộp thôi là thấy đã thấy chất lượng rồi nhờ Trời ơi Lúc đầu thì mình nghĩ tại do cái đôi cánh của nó Thì mình nghĩ là nó phải có cái hộp bự ngang con cây đô cơ nhưng mà mình cảm thấy cái hộp này thì nó hơi nhỏ so với em Marco thì mình, theo mình nghĩ là hai cái cánh của nó sẽ là được hai cái cánh tách riêng ra thì và cái đế nó cũng sẽ kiểu được tách riêng ra nên không biết thì nó sẽ như thế nào đây và bây giờ ok mình sẽ vô phần mở hộp em nó Ok, thì đây là em nói sau khi kiểu gắn gọi là chính xác nhất và gọi là đúng với hình ảnh nhất. Thề thật sự luôn á, cái con này nó kiểu nó bị phức tạp một chút á. Nhưng mà mình có một thắc mắc, mình khá chê trách uh, cái hàng này của Ichiban. Là như cái con lần trước của Kaido á. Thì khi mà chỉ cần tháo con Kaido ra thì tháo cái hộp ra là đã có một cái tờ hướng dẫn sử dụng như thế này rồi. Nhưng mà một cái con khá là phức tạp như con Marco này nhưng lại không có. Thì đây là một cái điểm theo mình gọi có thể đánh giá gọi là một cái điểm trừ khá là to lớn dành cho con mako này bởi vì um, cái mức giá mình bỏ ra nó cũng không hề rẻ thì thực sự là rất khá là mắc và nó còn mắc hơn của của con Kaido nữa cơ nhưng mà không hề có một cái tờ hướng dẫn sử dụng nào dành cho con này hướng... nên mình chịu luôn và mình soi các thứ rồi thì mình cũng không biết là cái đế này dùng cho cái gì nữa cơ mình không biết là cái đế này có phải là của nó không nữa cơ mà bây giờ Bây giờ mình kiểu mình soi ở trên mấy cái group á, là mấy cái hình ảnh của uh, những cái chỗ người ta bán á. Ừ, những cái kiểu hình ảnh người ta minh họa ấy. thì chả có bất kỳ uh, là con nào có cái đế như thế này cả. Con nào kiểu sử dụng cái đế này cả. Mà mình cũng không hiểu tại sao con mình kiểu lòi ra như thế luôn. Giờ nó lòi ra như vậy rồi biết gắn vô làm sao trời. Ôi, cái phần này cứng vậy Thì ok Đây là sau khi mà mình đã lắp xong mọi thứ và là trên trên đây của em nó Mọi thứ mà mình có thể lắp Ngoài trừ cái này Mình vẫn chưa biết cái này dùng để làm gì luôn á Thề cái này gắn ở đâu giờ Gắn đây hả à? Hồi chịu luôn Thì sau khi lắp xong á Thì mình có một số gọi là nhận xét uh, Khá tệ dành cho em này Thì thứ nhất hồi nãy mình có nói rồi là nó không có bất kỳ tờ hướng dẫn sử dụng nào như là của con Kado này của con Kado này và ngoài ra thì em nó sẽ không ờ, mình phải nói như sao ta kiểu trên cái hộp luôn ấy ngay cả trên cái hộp luôn thì hình ảnh của em nó làm khá là mờ nên nhìn thì nó cũng khó mình phải lên kiểu lên mạng mình coi gọi là hình ảnh nó như thế nào để lắp cái vô luôn á hơi tệ và thứ hai là Ba cái cọng rong rêu này Tuy là nhìn thì nó cũng đẹp á Nhưng mà nó dướng vải trưởng ra luôn Thề Mọi người chỉ cần kiểu cứ động mạnh một tí á Thì ba cái cọng này nó có thể xúc Sợ vải trưởng ra Đó Mới đụng cái là nó rớt bà nó rồi Nên theo mình nghĩ Lúc mà chưng á à, Nếu ai mà có là Cái không gian mà nó hơi nhỏ một tí Mà muốn chưng con này á Thì nên tháo cái này ra luôn cho rồi Thề luôn á Trời kiểu gắn nó vô Xong nó kiểu nó bị gọi là đụng nhẹn cái là nó rớt mất tiêu rồi không không lẽ giờ mình chích cái 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 đồ dán Gundam đam vô cho nó trời chẳng lẽ giờ mình chích cái hũ này vô cho nó trời vậy trưởng thật khá tệ khá tệ cho cái phần này thì ok đây là bài đánh giá à, rồi lộn, lộn lộn đây là bài review về em Marco này của mình và nếu mà nói chấm điểm cho em này á thì về độ đẹp hàng của ban là khỏi phải bài bàn rồi màu sắc các thứ gọi là chi tiết ổn định đẹp 10 điểm còn về lúc mà lắp vô tệ không có giấy hướng dẫn sử dụng tệ lắp vô khá cứng tệ đồ rất gọi là mấy cái cọng vướng này nè khá tệ và nếu mà mình chấm điểm cho em nó 10 Ơ à, xin lỗi xin lỗi lộn 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 năm thôi lộn lộn 10 chia 2 ờ 10 chia 2 lộn tệ do một vàng tệ xong kim 10 vậy trưởng rồi và có một thứ mà mình khó hiểu nhất đó chính là cái cái cây này rồi cái cây này để ở đâu? Khá tệ Thôi bỏ đi Và ok đây là bài review của mình Nếu mọi người thấy hay thì nhớ nhấn cho mình một like, share và subscribe nhé Và bye bye Wait a minute. Thì ok Mọi người tưởng là hết video rồi phải không? Nhưng không Không hề Tôi cần phải nói với mọi người một thứ nữa Mà tôi không thể ngờ được rằng Là Tôi phải quay cái đoạn này đó chính là cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Hồi nãy tôi có nói rồi là lúc đầu tôi tưởng là nó không có. Và tôi đã chê trách một nó một cách rất thậm tệ. Tôi đã chấm 5 điểm cho con này về cái phần lắp ráp. Nhưng không. Người ta bảo đếch có sai. Người Nhật luôn rất thông minh. Và đố mọi người biết. Cái tờ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nó nằm ở đâu? <laughs> vâng. Nó nằm ở đây này. Đây. Dưới đít cái hộp. Ôi vải trưởng thật. Tôi giữ em nó một tháng trời cái quái gì vậy trời tôi giữ em nó một tháng trời và tôi không nhận ra một điều rằng là dưới cái hộp đó cũng có thể có thứ mà ta ta cần tôi thật thất vọng về bản thân mình tôi không tin luôn á trời ơi nó in ở đây luôn nè à, để kiểu tiết kiệm giấy á vải trưởng thật tất cả mọi thứ rồi em nó có cách lắp như thế nào và em nó sẽ ra như làm sao đều có ở đây và có một thứ mà mình cần phải nói tới ở trên cái gọi là tờ giấy hướng dẫn sử dụng ờ à, cái miếng cái đoạn hướng dẫn sử dụng này ok đó chính là hai thứ khó hiểu cái thứ này là cái thứ khó hiểu đầu tiên tôi đã có và tôi không biết nó làm dùng để làm gì sau đó lúc đầu thì tôi cũng đoán đoán ra được thì đúng là như vậy nó dùng để gắn ở đây và tôi phải nói rằng một điều là mọi người có thấy gì không? mọi người thấy đi, nó còn cao hơn cái cánh, cái 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 cái, cái miếng này của cái cánh thì gắn vô như thế nào trời? Ai, buồn thật sự, đó là cái 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 khó hiểu đầu tiên. cái khó hiểu thứ hai. anh gì đó ơi, sao nó còn một cái cây dài nữa rồi cái cây dài của em đâu anh ơi? anh anh gì đó ơi, anh uh, bandai ơi cái cây dài dài của em đâu anh sao mất cái tiêu cái cây dài rồi rồi cho có cây ngắn rồi làm được gì vải trưởng thật hai tôi quá buồn ok thì uh, video của chúng uh, chúng ta xin được kết thúc tại đây nếu mọi người thấy hay thì nhớ nhấn like share và subscribe và cái sự ngu ngu liền này của tôi thì cũng nhấn like đi đừng có dislike tôi buồn á tôi buồn tôi khóc tôi không ra video một thời gian á thì ok bye bye mọi người Bye.